trung năng động, phù hợp với mọi lứa tuổi. Trải nghiệm khi mình khi đến cái cửa hàng Away này, những cái sản phẩm rất là đẹp, bắt mắt, những cái decor, những cái màu sắc ánh sáng ở trong cái cửa hàng rất là đẹp với mình. Thấy rất là vui và háo hức khi mà lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình xe buýt 2 tầng của Owen.